kết rx của bạn Dũng ở Bình Phước mua, rồi mình làm thao tác mình bay nó với tay của mình, sau đó kết ba kênh. Trong rx có sẵn cái gì bài, khi bạn gắn vô cái tx của bạn cũng làm giống vậy thôi, giống như bài từ dưới lên chuyển số 3, sau đó mình cấp nguồn cho nó. Ở bên này mình chuẩn bị cấp nguồn cho cái tay sẵn. Sử dụng nguồn 12V. Rồi, cấp nguồn cho RX. Chúng ta mình sẽ thấy RX chết chết chết. Ở đây mình giữ nút này, bật nguồn. Mình sẽ đem cái rễ này nó ngừng chứ. Coi như đã bay xong. Giờ tắt nguồn. Mình thực hiện việc test theo từ trên. Sử dụng servo. Đầu tiên mình test con số 1. Mình tắt, mở lại. Cấp nguồn cho rễ. Con số 1. Con số 2. Số 3. Và xong, mình vô Dũng, bạn Bình Phước.